你们好，我姓段，叫我金秋，金姐的金，秋天的秋。今天我帮你们介绍一个basic legal in Vietnam。 今天呢，他们帮他们翻译一个文房，这样，他们打电话给我是帮他们，有一个问题，我问什么了，他说一个文房，约一个人有市场。 今天，我给你们一个的越南的法律。第一次有两个人父亲，如果结婚的话，假如他们结婚2011年，他们买一个土地，他们有结婚的证书。 可是现在2018年，他们卖掉了。如果卖掉的话，他们要同意。如果平常的话，有两个人要签名。可是你知道吗？在越南，如果两个人要签名很麻烦。现在他们有一个证书，他们约。 约什么了？他们商量，这是土地就是他的老婆。因为在越南的规定，如果从他们的结婚证书的话，2011年到2018年，全部都是市场，就全投资，全部都土地，就是什么都同在一起。 要一个证书，一个证书就是他们商量，全部的土地就是老婆，他们同意。如果有他们他的老婆卖掉的话，借银行还是什么，不要问他的意见。 问老公，现在第一次我跟你们介绍越南的法律，以后一定我要跟你们介绍越南的规定。跟thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì có một cái dịp tôi đi phiên dịch cho một cái văn bản, cái cam kết tài sản chung riêng vợ chồng, và tôi cũng muốn đưa một cái thông điệp này đến cho quý vị và các bạn trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Vì sao quý vị và các bạn biết không, không những là ở Việt Nam mình mà ở cả ở nước ngoài đều phải có một cái biết những cái quy định cơ bản. Hôm nay tôi nói về cam kết tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Thưa quý vị và các bạn, vì sao mình phải cam kết tài sản chung riêng trong thời kỳ hôn nhân? Hôn nhân là một cái vấn đề rất là khó nói, mà nếu nói thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Việt Nam mình còn cái tư tưởng phương Đông đó. Bây giờ tôi có một cái ví dụ như thế này, cái ví dụ từ cái anh hồi sáng. Tức là anh là người Đài Loan, vợ anh là người Việt Nam. Hai người có một cái giấy chứng nhận kết hôn vào năm 2010. Thì khi mà kết hôn năm 2010, thì quý vị và các bạn biết rồi, luật hôn nhân và gia đình bảo rằng là những cái gì được xác lập trong thời kỳ hôn nhân do công sức, do lao động
Nếu không có thỏa thuận riêng thì đó là tài sản chung vợ chồng. Thì hôm năm nay quý vị và các bạn biết rồi, năm nay là năm 2018. Cho nên khi mà bán cái tài sản này thì bắt buộc phải có tên vợ và tên chồng để chuyển nhượng cái tài sản này cho người thứ ba. Và phòng công chứng đã yêu cầu, để tránh những cái trường hợp phức tạp, thì phòng công chứng đã yêu cầu là cái anh chồng người nước ngoài phải cam kết cái tài sản này là tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, tuy nhiên bằng tiền đầu tư của người vợ. Nói thì nói như vậy thôi, dĩ nhiên trong cái việc thỏa thuận cam kết tài sản chung riêng gì đó, người ta không tranh chấp thì chúng ta sẽ thuận trên cái ý chí của họ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cái công chứng tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân, nó là một cái văn bản thể hiện ý chí của một trong hai người, vợ và người chồng, thỏa thuận tài sản này được hình thành trong thời kỳ hôn nhân bằng cái công sức, bằng cái sự đóng góp, bằng cái tiền đầu tư của vợ hoặc chồng. Đó là những cái lý do mà trong cái chương trình Dương Ta Phải Biết Dương Ta muốn gửi đến quý vị và các bạn trong cái thông điệp ngày hôm nay. 我介绍你们一个 basic legal 越南的法律, 如果你们有发生哪一个问题, 可以打电话给我, 我再留一个电话跟 Facebook website. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi cũng có website, cũng có Facebook, cũng có YouTube và một số thông tin liên lạc để ở phía dưới. Nếu quý vị và các bạn có những cái vấn đề cần hỏi về những cái quy định pháp luật cơ bản nhất thì xin hãy liên hệ và chủ động trực tiếp liên hệ với tôi là luật sư Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Và chắc chắn trong hàng loạt những cái video này thì tôi sẽ giới thiệu một cái cách rất là cơ bản cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn có thể có một cái cơ hội để cập nhật được kiến thức pháp luật của mình. Một số anh chị cần những cái thông tin nào trên mạng thì xin hãy liên lạc, nếu trong trường hợp có tin tưởng thì hãy liên lạc với tôi qua cái thông tin để ở phía dưới. Xin trân trọng cảm ơn.